Xin chào các bác, đây là một cái clip mà một khách hàng ghi lại cái quá trình mà bóc gói hàng con Dima Fake Nhật đấy, của bên cửa hàng em gửi cho khách các bác nhé. Đấy, thì nhìn các bác nhìn vỏ đây là hộp gói một con dao Dima Fake các bác. Đấy. Cách sử dụng dao để mở. Thì con này ban đầu nó có một lớp hộp nữa chưa rồi, nhưng mà khách đã bóc đi một lớp để về đến lớp hộp thứ hai, có vẻ khách loay hoay mở dao. Đấy. Rồi bắt đầu các bác nhìn thấy sản phẩm bắt đầu lộ ra này, thì con Dima Fake Nhật này nó là dao chặt cá các bạn, chuyên gọt với chặt cá các bác nhé. Đấy. Thì con này khách đặt với em là con dao này có chiều dài là 23 x 4, bề dày bản dao là 7mm cơ. Con này rất là nặng các bác ạ, con này nặng 6 lạng cơ. Đấy, một con dao như này nặng 6 lạng. Con này chuyên để cắt này, cắt chặt cá thứ nhé. Con này chỉ việc đặt lên cá các bác ạ, chỉ việc đặt và tì một chút lực lên là cá đứt luôn, bởi vì nó rất là nặng. Con này làm cá lớn, cá liếc, cái chặt cá làm lẩu thì rất là thích hợp. Chặt phát một luôn. Thì con này khách đặt được 3-4 hôm mới làm xong và gửi đi 2 hôm mới đến chỗ khách. Đấy, khách đang review đây thì gửi video về cho em để em quay feedback video về cho em để em lồng tiếng vào. Đấy. Còn lúc khách quay là không nói gì cả, chỉ quay cái quá trình bóc con dao thôi. Đấy. Còn một lớp màng bọc nữa, lớp màng bọc chống rỉ, chống han rỉ do ẩm ướt trong quá trình vận chuyển nữa. Chắc là sắp tới khách cũng sẽ bóc ra thôi. Sắp tới cái video này khách bắt đầu bóc ra các bác nhé. Rồi đây là lớp màng bọc. Bên em bọc sản phẩm rất là kỹ ạ, nên là quá trình các bác bóc ra nó cũng mất công một chút. Đây là sản phẩm nó sẽ lộ ra đây. Đấy. Sáng bóng. Thì mẫu này chuyên để cắt và chặt các loại cá lớn các bác nhé. Chặt miếng thì ok lắm, chặt phát một luôn. Đấy, các bác làm lẩu, làm liếc này, làm cá rán thì cứ lấy con này chặt, nó rất là tiện, chuyên để làm cá. Cái khâu thì trên video bác thấy đấy là khâu đồng đỏ các bác nhé. Cán thì cha ba cầm chỉ có chốt keo liên kết hẳn hoi. Đấy. Keo liên kết hẳn hoi. Đây con dao. Nhìn trong video nó bé thôi nhưng mà ở ngoài nhìn nó rất là to. Nhìn nó rất là to đấy các bác ạ. Chào các bác.